Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube bán hàng của em. Thì hôm nay em lên một video ngày hôm nay là mã M, và mã M ngày hôm nay là có hai mấy mã thôi. Thì giao ngày hôm nay thì em không có nhiều, nhưng mà em có thêm hai ba món hàng rất là đặc biệt của hàng em đấu giá đem về. Thì mọi người xem nhìn sẽ thấy được hai cái món hàng này ha, hai ba cái hộp kia là hộp đựng giao nhưng mà hộp không có giao. Rồi ngày hôm nay là mã M, và trước khi vô giới thiệu sản phẩm thì em cũng có nói sơ qua vấn đề ship hàng ha. Nói nhanh gọn lẹ thì em là ở trong Sài Gòn, ai ở trong Sài Gòn nội thành đó thì em sẽ ship code 10.000, và ai ngoại thành thì là 20.000 ha. Và tất cả các mặt hàng của em là chưa bao gồm phí ship, và ai chuyển khoản em sẽ bao ship ha. Rồi bây giờ em sẽ vô mã đầu tiên là mã M1 là một cây Santoku. Cây Santoku này là thép giống như nó có ít rỉ lắm mọi người, nhưng em nghĩ là hai carbon đó mọi người, nó ít rỉ lắm. Đây chữ đây ha mọi người, con Santoku, con này là khâu nhựa, ở đây nó còn tốt nè mọi người, không có nước chưa nhiều. Này là khâu nhựa nha mọi người, cán thì còn ok. Em đọc kích thước nha, lưỡi 17, băng rộng 4.5 và độ dày con này là 2.5 ly, và mỏng dày trên này là còn 2 ly. Con Santoku này em theo nhìn nó là thép 2 carbon nha mọi người, nó không có rỉ nhưng mà nó cũng hơi rỉ á, chứ không có rỉ nhiều. Mã số 1 em bán giá 300.000. Mã số 2 cũng là một con này thì to đùng luôn, cũng là một con giống như nhìn giống như con Gyoto mà cũng giống như Santoku, tại vì cái bản rộng mà nó nhìn, nhưng mà em thôi em kêu là Santoku đi ha. Chữ con này rất là đẹp nha mọi người, con này tình trạng con rất là đẹp luôn á, rất là đẹp nha, lưỡi nó đây nha mọi người. Thì con này là thép 3 lớp nha mọi người, mọi người nhìn thấy cái đường lưỡi nó đây nha, thép 3 lớp nha, đây chữ khắc rất là đẹp nha. Con này thì cán full tan hai chốt, lưỡi là con này lưỡi nó rất là dài nha mọi người, lưỡi 19, bản rộng 5 và độ dày đó là 3 ly rưỡi đây nè, mỏng về trên này là cũng khoảng còn 1 ly rưỡi nha mọi người. Thì cái con số 2 này em bán giá là 650.000 nha, tại vì con này còn như là y nguyên luôn, còn như là mới luôn, mà nó rất là dài bự luôn, 19 luôn. 650.000 cho mã số 2. Và mã số 3 là một con Global, và con này là G3 nha mọi người, G3. Thì hôm nay em có về thì được mấy con Global, có mấy con thôi. Con này là G3. Con này G3 thì G3 có em có tra được thông tin, nó là giống như dạng phi lê thái thịt á mọi người. Phi lê thái thịt. Thì con này có kích thước là lưỡi 21, bản rộng 3.5 và độ dày của nó là 2 ly nha mọi người. Tình trạng con này còn rất là đẹp nha mọi người. Này, còn rất là đẹp nha. Logo nó bên đây, chữ bên đây nha. G3 sử dụng thép Chromova 18 Central Steel. Rồi, mã số 3 này em bán giá là 550.000 cho con G3 này. Tiếp tới là mã số 4 là một con Global G2. Thì cái con này lúc trước em cũng bán nhiều rồi, cho nên em cũng không có nói gì sơ qua về nhiều gì đó nữa. Con G2, Global G2 logo đây mọi người, rất là đẹp nha. Có nhiều con á, nó bị lỗi cán này nè, mọi người nhìn sẽ thấy. Còn những con như em á, con này nó không có lỗi cán đây nha. Còn con nào lỗi em sẽ nói nó lỗi cán nha đây ha mọi người. Con G2 thì cái cán của nó hơi bỏng vậy nè. Đó, đợt trước em có nói với mọi người nó sát với là con Global IST, lá em cũng có một con á. Thì con này lưỡi là 20, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly. Con số 4 này em bán giá là 600.000 cho con Global G2 này mọi người. Sẽ rất là đẹp nha. Giá mới con này khoảng 2.8-2.9 đó mọi người. Con này nãy con G3 này khoảng 2.6 nè. Em có tra, nó có cái mã đó mọi người, lên trên mạng lên là nó tra ra thôi. Mã số 5 là một con Global GS3, và con này là con Betty ha mọi người. Betty dòng GS. Đây. Đó, cho mọi người xem ha. Đó, tình trạng con này còn rất là đẹp nha. Cán còn rất là đẹp luôn. Lưỡi con này 13, bản rộng nó là 3 và độ dày nó là 2 ly. Con này là dòng Betty trái cây nha mọi người. Thì con số 5 này bán giá là 390.000 cho con Global này nha. Mã số 6 là một con Yanagi 3, hay còn gọi là Sashimi á mọi người. Nhưng mà Global này có cái hiệu là G11. Đây, G11. Thì con này đặc biệt cái nữa là tay trái nha mọi người. Con này là tay trái, những ai mà sử dụng tay trái thì rất là hiếm. Nhưng mà có con này tay trái thì cực kỳ là ngon nè. Mà đây vậy là thép không rỉ nữa nha. Ai mà sử dụng tay trái là hốt liền con này nha. Mã số 6 để em bán giá là 1.2 triệu. Lưỡi nó là 25, bản rộng là 3.4 và độ dày của nó là 3 ly nha mọi người. Con này tình trạng còn rất là ok. Cán nè. Thì giao thì đa phần em về em lựa những con còn rất là đẹp thì em đỡ vệ sinh cực thôi. Mấy con này mà sự ra mà nó chạy với lại nấy là cho dù mọi người chà hoặc là đánh bóng gì nó cũng không ra đâu mọi người. Cho nên lựa cũng mấy con nào tốt tốt á.
thì mua thì giá hình nó cao hơn tí, nhưng mà nó như vậy thì em sẽ đỡ. Con G11 này em bán giá là 1,2 triệu cho con Yanagi 3 tay trái nha. Coi đặc biệt tay trái luôn, nói rõ nha. Con mã số 7 đây là con Global IST nha mọi người. Đây là GIST, cán nó đây nha mọi người, nhìn nha. Nó không có bị hớp đây mà nó hơi bo bo ôm đây. Thì con này á, nó không có, nó đợt này con này thì nó không có lỗi nghe đây à, nhưng mà nó không có logo. Đây không có logo, có đợt trước có nó con nó có bị lỗi nghe nè, nên em bán dịch rẻ. Con này thì không có, con này nó chỉ có không có logo thôi. Con này lưỡi là 19, bản rộng 4,2 và đôi giày nó là 2 ly luôn. Con Global IST này cũng còn nè, con này đẹp, nó không có bị lỗi nghe đây. Em bán giá là 400 ngàn cho con số 7 này nha. 400 ngàn. Số 7 400. Số 8 là một con Biretto. Con này thì là cắt bánh kem nè. Cắt bánh kem nè. Đó, con này là cắt bánh kem hoặc là file cá cũng được nha mọi người. Chứ không phải là riêng cắt bánh kem đâu. Mà bén file đã lắm nghe, dẻo lắm nghe. Đó, dẻo lắm nè mọi người. Đó, nhìn nè. Con này của hãng Biretto nha. Thì con này có kích thước số 8 là có kích thước là lưỡi 31, bản rộng 1,8 và độ dày nó là 2 ly và mỏng dày trên đây là còn 0,5 ly nha, trên đầu là còn 0,5 ly. Và mã số 8 này em bán giá là 300 ngàn. Mã số 9 là một cây đề 3. Và cây đề 3 này rất là to và to rất là bự luôn nha mọi người. Lưỡi nó rất là đẹp nha, con này cái lưỡi nó còn như mới luôn nha mọi người. Đây, và mặt sau của nó đây. Đó, mặt sau nó còn rất là ok luôn. Con này là khâu sừng. Khâu sừng của nó thì bị dán gặm ngay đây một chút nè. Cán của nó thì còn ok nè, em có lấy giấy nhám em chà sơ lên thôi, chà sơ lên cán còn rất là đẹp nha mọi người. Nhưng có một cái rất tiếc, con này là không có chữ nha, con này là không có chữ. Con này em cũng đã đục cán ra rồi luôn, không có chữ luôn. Cho nên em nói luôn con này không có chữ. Tiếc thiệt, em tưởng đâu nó sẽ có chữ giống như hai cái con được trước em bán á, nhưng mà không có chữ luôn. Cho nên em nói thẳng luôn con này không có chữ, còn khi mà đục ra nó có chữ hay nhỏ gì á thì em sẽ nói nó không có chữ, nhưng mà con này không có. Nhưng mà con này là nó còn nguyên như là nguyên bản lưỡi nè mọi người, nhìn rất là đẹp nha. Tiếc ghê, con này là khâu sừng luôn á, mà khâu còn rất là đẹp, nó chỉ bị dán gặm đây tí xíu thôi nè. Đó, dán gặm đây thôi. Rồi em đọc kích thước nha. Lưỡi 21,5, bản rộng 5,5 và độ dày nó là 8 ly rưỡi. Con số 9 này em bán giá là 1,5 triệu cho con đề 3 21,5 này. Tại vì nó không có chữ cho nên mới rẻ. Nếu mà nó có chữ em phải bán 1,9 triệu, tại vì con này còn rất là mới luôn. Đợt trước em cũng bán một con 21 á, mà em bán 1,9 triệu á, mà con nó có chữ, con này không có chữ, buồn thiệt. Rồi con số 9 này em bán giá 1,5 triệu. Con số 10, con số 10 là một con đề 3. Con này là đề 3 thủ công và khâu đồng, và đặc biệt con này là của hãng Sugi, của hãng Masamoto, mà là đề đầu, là hàng cổ luôn á mọi người, Masamoto. Và sử dụng con này sử dụng thép giấy trắng số 2 phải. Masamoto đời đầu hay sử dụng thép giấy trắng số 2 lắm. Tình trạng con này đây, lưỡi nó ok nè mọi người. Đây nó còn chút ám đây nè. Mặt sau thì nó ám ở đây. Này, Masamoto nghe mọi người. Đó, nó ám ở đây nè mọi người. Nhìn để như vậy nè mọi người sẽ thấy hơn. Nó ám đây nè. Ám đang đen đây nè, đó. Con sao thì em nói vậy, nó là khâu đồng nha mọi người, khâu đúc với lộn khâu đồng nha. Lưỡi con này có 14 thôi, bản rộng 4 và độ dày dày nhất cán của nó 6 ly và mỏng dày trên đây là còn 4 ly nha mọi người. Con này là đời đầu nè. Em để em bữa em vệ sinh em để cái nó em quên thay dầu, cái nó hơi rỉ chấm chấm nè. Nhưng mà em lấy nhám hay với lại em chà lên đá hay nó hết thôi. Con này nó hơi ám ám đây nè mọi người, ám đây nè, nó ám á. Mã số 10 này em bán giá 400 ngàn. Mã số 11. Mã số 11 cũng là một con đề 3 luôn, mà con đề 3 này là dán AE và con này mỏng. Thì con đề 3 này đã làm cán lại rồi, cán bắt giác khâu sừng. Đây lưỡi nó nha, lưỡi con này rất là đẹp nha. Nó có chữ bên đây nha mọi người, đây chữ đây, đó. Đây mặt sau nó còn ngon rất là tốt. Thì kích thước lưỡi 14, bản rộng 4 và độ dày nó là 5 ly nha mọi người. Lưỡi là 14, bản rộng của nó là 4 xăng và độ dày của nó là 5 ly, dày nhất cán là 5 ly và mỏng dày trên đây cũng khoảng 3 ly rưỡi. Mã số 11 này em bán giá 400 ngàn luôn. Mã số 12. Mã số 12 là một cây Miroshi đề 3 nha mọi người. Tình trạng còn rất là đẹp, lưỡi nè mọi người nhìn ha. Chữ nó đây nha mọi người. Đây, đây có chữ đằng sau nữa nha. Cán nó là khâu inox. Cán còn ok nè, cán này em không cần phải vô keo. Cán này cán chữ D và có bên đây có chữ luôn nha. Thì con này á nó là gọi là Miroshi đề 3. Tại vì lưỡi nó là 18, bản rộng nó 4 và độ dày của nó 5 ly thôi. Nó 5 ly mỏng mà nó dài lên trên đây nè mọi người. Nên được gọi là Miroshi đề 3 ha mọi người. Thì con này số 12 này em bán giá là 490 ngàn cho con Miroshi D3 này nha, lưỡi 18 nữa.
Con số 13. Con số 13 là cũng là một con đề 3 luôn, con đề 3 luôn. Con này thì nó có chữ đây nè. Nó có ba chữ này nhưng mà em vệ sinh nó hơi mờ rồi cho nên nó cũng còn có mấy chấm chấm ở đây nè. Nó có mấy cái đường ấy thôi. Cho nên nó hơi mờ đó mọi người. Đây lưỡi con này nha, lưỡi con này còn rất là tốt nha. Nó nhìn nha. Mặt sau nó cũng ok nè. Con này thì khâu nhựa nha mọi người. Ở chỗ này thì của nó không có vô nước nhiều nè, cho nên nó cũng còn rất là tốt nha. Mấy con nào vô nước nhìn nhiều ở đây nó dơ lắm mọi người. Như vậy rỉ sét á. Đây cán nó ok thôi, con này cán không có đẹp, cán này ok nhưng mà em không có xả với nhám nên nó còn ok, nó như vậy được rồi. Thì em đọc kích thước nha, lưỡi 18 bản rộng 5 và độ dày con này là 7 ly nha mọi người. Con này dài nha, tới 18 lần á, 18 xăng. Rồi mã số 13 này em bán giá là 620.000 cho con đề 3 này nha. Con đề 3 lưỡi 18 nha, nó là khâu nhựa nha mọi người. Mã 13 rồi tới mã 10. Ủa mã 14. Mã 14 là cái gì? Chết cha em lộn số rồi. À, mã 13 bây giờ coi như số 14 em có qua mã 15 nha mọi người. Mã 15, M15. M15 cũng là một dạng nó giống như gọi là cũng là dạng Takahuki hoặc là Yanagiba đó mọi người, nhưng mà nó vác cái đầu lên là lạ đây nè. Thì con này đặc biệt cái là nó rèn thủ công nè, nó còn những cái lớp ram đen đây nè mọi người. Mặt sau cũng vậy luôn. Thì chữ nó đen nha mọi người, chữ nó đây. Thì con này đã làm lại cán rồi, cán bắt giác khâu sừng và nó có điểm chút đồng ở đây luôn. Gỗ này giống như gỗ hương nha mọi người. Hôm bữa ông có nói với em. Thì con này đặc biệt cái nó là thép nguyên khối không rỉ nha mọi người. Và có thật ông nói với em là con này sử dụng thép VG10 nguyên khối nha. Đây mọi người nhìn ha. Lưỡi con này là 18 bản rộng 2.5 và độ dày nó là 3 ly. Và mã số 15 này em bán giá là 470.000 cho con này nha. Con này lạ quá, không biết chính xác cho nên bán rẻ luôn. Và mã 16, mã 16 đây là một con cây kiếm bị gãy. Nhưng mà cái đầu của nó xấu quá, chắc bị ghim đầu á. Nên không biết cho nên là sự ra em lấy về nó như vậy đó. Đây nó có đây nè, mở cho mọi người ha xem ha. Đây nó có cái đồng đây nữa nè mọi người đó. Thì con này đặc biệt là gì biết không, nó không có chữ luôn, không có chữ mà em cũng chưa có chà coi nó có hamon hay không, tại vì em cũng mới lấy về thôi mà em thấy vậy thôi em đăng lên luôn. Chứ lại nó bị trên đây nè mọi người, chắc nó bị ai đập á. Thì cái cán của nó là vậy nè mọi người, quấn rồi con này là gai cá đuối luôn nè đó. À, có chốt đây không có chữ, phải con này nó có chữ thì ok rồi, mà không có chữ ha. Đây em đút vô lại em đọc kích thước nha. Lưỡi con này 25 bản rộng nó 2.5 và độ dày nhất cán của nó 5 ly nha mọi người. Dày nhất cán 5 ly. Và con này em bán M16 bán giá 400.000 nha. M16 bán 400.000. Bán đại làm biến làm quá mọi người. Giờ này mệt quá. Mã 17 là một cặp dao. Đây là một con của hãng Kia nè mọi người. Đây là một con Kia nè nha. Đây em lấy ra. Đây là của Kia nha mọi người. Đây Kia nè. Thì con này á thì nó bị bể hết một cái ốp cán bên đây rồi mọi người. Ai về á thì làm ốp cán lại ha. Cán bên đây còn tốt nhưng mà nó bể hết bên đây rồi. Thì con trên đây nó cũng còn nó chưa có bị rỉ rổ gì nhiều á. Cái này chà rất là dễ ra luôn á. Tại vì nó bị như vậy thôi em lấy em bán luôn. Cũng tại vì em không có biết làm cán, nó thẳng thì em không biết làm cán. Đây em đo cái lưỡi này nha. Lưỡi Kia này 18 nha mọi người, lưỡi 18 xăng. Và bản rộng đó là 4 xăng và độ dày nó là 1.8 gần 2 ly á. Thì cái lưỡi Kia này là kích thước như vậy. Còn cái lưỡi này là Karisuke, hai cái đều có chữ nha. Mọi người xem ha, cái này là Karisuke nè mọi người. Thì cái này nó ngắn à. Cái này có 14.5 thôi, bản rộng của nó là 4 và độ dày con này dày nhất cán của nó là 2 ly rưỡi. Mỏng gì trên này còn 2 ly. Rồi, một cặp này em bán với giá là 380.000 cho mã số 17 này nha mọi người. 380.000 cho ai về làm cán ha, làm cán chơi. Mã số 18. Đây là một con dao giống như là cái này ông kêu là giống như ghép cành đó mọi người, ghép cành đó. Đây nó có chữ bên đây nha mọi người. Có chữ gì em không biết. Không biết nên không có nói. Thì kích thước là cái này nó chiều dài của nó là 17, bản rộng nó 2.2 và độ dày của nó là 2 ly nha mọi người. Thì số 18 này bán giá là 190.000. Số 19. Đây là một con dao gì không biết. Dao gì không biết luôn. Đây đây mọi người xem ha. Đây nhìn nó nhỏ nhỏ này nè, mặt sau nó nè.
nó có chữ ở đây nha mọi người đó. Còn không có cán, có cái lưỡi không thôi nè. Em bố có 4-5 cái lưỡi em soạn ra trong thùng á, đây nè, đẹp nha mọi người đó. Thì cái lưỡi này lưỡi 17 bản rộng 2,5 và độ dày của nó là 4 ly nha. Cái này nó nhỏ, nó dị nhỏ mà nó dày lắm nha mọi người, dày tới 4 ly lận á. Thì mã số 19 em bán giá là 330.000 cho con dao lạ này, không biết cái dáng này làm gì em cũng không biết nữa. Nhìn còn rất là đẹp luôn, chữ nó đây ngay. Mã số 20 đây là một cái lưỡi con dao lóc này, không phải là cái lưỡi nữa mà chỉ cần nó có một bên cán này nè, nhưng mà em đập ra luôn rồi em lấy cái lưỡi không cho nó gọn, nó giống như con Kia nó còn một bên á, nhưng mà em lấy cái con này á, là con Garasuki nha mọi người. Garasuki con dạng dao lóc á mọi người, dao lóc nhưng mà nó rất là dày nha, dày nó tới 5 ly lận nha mọi người, dày 5 ly nha. Đây chữ của nó đây nha mọi người, chữ nó đây, và bên đây nó có dây mọc ở đây và ở đây. Hai cái chữ này em biết là dịch ra là thép cực tốt nha mọi người, tại vì đó em có một con dao đề ba nó có hai cái chữ này nè, em đã dịch ra là thép cực tốt nha mọi người. Thì con này là khâu đúc nha mọi người, khâu đúc, nhưng mà về chỉ cần ốp hai cái phun, ốp hai cái miếng gỗ làm cái phun tan là thành một con dao lóc rồi nha. Và con này rất là dày nha chứ không phải là mỏng nha, con này nếu dày như vậy là hay, là kêu gọi là Garasuki nha mọi người. Thì em đọc kích thước nó là lưỡi nó 13 và bản rộng nó 2,5 và độ dày nó là 5 ly nha. Cái mã 20 này em bán giá là 400.000 cho cái mã này nha. 20 bán 400. Mã 21. Đây là một con dao, đợt này thì hết dao 27 rồi. Em có dao con dao đề 3 là 30 cm. Thì con dao này là của hãng Kanamitsu và nó luôn là con dao này bị lỗi về kích thước. Thì nó có 27 và 30, đợt trước em có bán 27 thì bây giờ em lấy 30. Thì những con này á, dành cho những người mà chuyên đi biển với lại người ta làm cá lớn ngoài chợ á, bán hải sản hay là gì bán cá đó, người ta cắt khanh quá, con này thì rất là tuyệt vời nha. Thay vì phải mua lấy một con dao rỉ sét để mà cắt khoanh cá, nhìn nó rất là dơ ghê lắm nha mọi người, rỉ hay ghê mà đem cắt cá khoanh như vậy mà mọi người nhìn thấy là mọi người đừng có mua ăn nha. Cái đó em nói luôn, đề nghị cái người cắt cá mà lớn lớn á, lấy một con dao mà khác không rỉ á, cắt, chứ đừng có lấy một con dao rỉ sét cắt ra miếng ba cái sét nó dính vô cái thịt cá. Tại vì em đã từng bị rồi cho nên em nên em có kinh nghiệm và em chỉ cho mọi người. Thì con này á, là em cũng giới thiệu nhiều rồi, nó là một con dao của hãng Kanamitsu và nó bị lỗi về kích thước cho nên nó còn rất là nguyên hộp vậy nè mọi người. Trong cái hãng của nó bán á, là nó chỉ có là độ dài của nó chỉ có 21 thôi, 21 tới 24 thôi, chứ không có 27 và 30, cho nên nó bị lỗi một cái lô hàng như vậy nó bỏ ra. Đây mọi người xem nha. Thì em mua về thứ nhất là để sưu tầm nè, hoặc là làm cắt cá, những cắt khoanh lớn lớn á, là ok. Thì bán lưỡi 30 và bản rộng nó là 7,5 và độ dày nó là 5 ly nha mọi người. Và mã số 21 này em bán giá là 850.000, giá cũng mềm thôi, full hộp hàng mới. Đây kích thước này, đây nó có ghi trên hộp luôn mọi người, 30 đó. Mã số 22 đây là cái hộp đấu giá em đi về đây nhưng mà không có dao. Đây là một cái hộp đựng dao này, nó có ba, nó có để ra mở ra là nó có thể đựng được ba con dao nha mọi người, lót nhung ở đây. Thì ai mua về có dao xịn á thì để lại ấy dầu xong bỏ vô đây cất, nhìn rất là hay. Thì hộp này nhìn rất là cổ luôn, đây khóa lại, khóa chốt, ok. Đây nè, nó có ghi nè, Suku 53 là 3 nè, em không biết nhưng mà không có dao. Thì mã số 22 này em bán giá là 280.000 nha. Em đo kích thước luôn. Cái hộp này chiều dài của nó là 37 và bản rộng của nó là 17. Độ dày của nó là bề rộng, bề dày của nó là 4 cm, độ cao 4 cm. Đó, rồi ai mua về thì thông thường một bộ này em biết nó để là một con Sentoku nè, một con Yanagiba nè, một con Deba. Đó, 280.000 cho cái hộp này. Nếu mà ai nhà có dao mới hay gì là bỏ vô là ok. Rồi hôm nay có hai cái mặt hàng đặc biệt đây. Rồi số 23, đây là một cái nón của Samurai. Nhìn ha, hàng trưng bày, nhưng mà cái nón này rất là đẹp. Và cái nón này em nói luôn là còn hàng mới nè mọi người, hàng mới, cái này là em mua hàng mới đó nghe, đấu giá hàng mới nè. Đây chữ nó đây, đó này, còn bao ni lông luôn, bao ni lông luôn. Ai mua về để lên, có nhiều anh em trong hội kiếm Samurai gì đó này thì hay kiếm mấy cái nón, nhưng mà cái nón của em là đặc biệt hơn là cái những cái nón kia nha. Nón của em nón to chứ không phải nón giống như mini giống như mấy người kia mua nha.
Mã số 23 này em bán giá là 1,7 triệu nha. Cho ai mua cái nón samurai này về thì cái này là bằng nhựa nha. Thì em có mấy cái lận, nhưng mà em lấy cái bớt bán mấy cái này. Em cũng để là một cái sưu tầm hàng mới nha mọi người. Đây, đây, đây bao ni lông luôn, 1,7 triệu nha. Để đo kích thước coi. Để đo kích thước của nó là bề ngang của nó là bề dài của nó là bề ngang của nó là khoảng 31 nha mọi người. 31. Và con cái bề ngang của nó là khoảng bề rộng, bề dài của nó là 19. Mà cái này cao là khoảng 11 cm nha mọi người. Cao 11 cm nha. Đó người nhìn ra rất là đẹp nha. Về cái mình để cái miếng cây nè, để lên như nè, rồi có ai có kiếm katana gì đó là có cái bàn chân để dưới. Nhưng mà cái này chưa đọc bằng mấy cái em còn đâu. Cái này là chỉ là một cái này là em nói luôn là cái này là hình hàng bình dân để cho ra sưu tầm thôi, tại vì nó bằng chất nhựa với lại nó ấy thôi. Còn cái này nè, đây là em mã số 23 này em bán giá là 1,7 triệu nha. Đây là mã số 24, đây là mã cuối của em. Và cái này rất là nặng nha mọi người. Cái này là ai mua thì chuyển khoản cho em nha, rồi em mới bỏ vô mua một cái thùng xốp em bỏ vô chứ nó rất là nặng. Cái này nó bằng nguyên liệu á, em nhìn nó là em nghĩ nó bằng gan nha mọi người, bằng gan. Mọi người nhìn nha, bằng gan nha mọi người. Đây cái hình ra cái mặt nạ, không biết cái này là biểu tượng của cái người này là cấp bậc gì. Nhưng mà người ta làm thủ công rất là đẹp nha mọi người. Lại là thủ công, toàn bộ là thủ công nè. Đó, nhìn họ khắc rất là, nhìn nó rất là mộc mạc, giống như nói chung á, ai đã thích thủ công thì nhìn những cái này người ta sẽ biết. Chứ không phải là sử dụng bằng máy móc hay là gì, nó nhìn nó sắc nét. Thường thủ công là nhìn nó không có sắc nét, nhưng mà nó nhìn nó là bằng tay, lấy cái bằng tay rất là hay nha mọi người. Đây không biết là cái mặt, em chưa có tra được cái người cái mặt nạ này là cái biểu tượng gì của cho người ta. Không biết cấp bậc á, nó đúng hơn là cấp bậc á mọi người. Cái này rất là nặng nha. Em cầm nó khoảng rơi vào khoảng 3 kg á, 3 kg nha mọi người. 2 kg mấy 3 kg á. Này nó có hai cái này. Và cái này là nó đúc như vậy nguyên cục luôn nha mọi người, đúc luôn nguyên cục luôn. Ở bên đây thì nó có cái chốt mở mọi người, hai cái này nè. Hai cái này nó có cái chốt mở. À, đó nó có hai cái chốt mở đây, đây. Đó. Nặng lắm nha mọi người. Để em đo kích thước cái nón này nha. Ây da. Cái nón này bề ngang của nó là khoảng 20 nha mọi người. 20. Này rộng của nó là khoảng 14. Và cao của nó là khoảng 15 nha mọi người. Cao là khoảng 15 nha. Cao của nó khoảng 15 cm. Rồi cái nón này mã số 24 em bán giá là 2,5 triệu nha. Hàng sưu tầm nha mọi người. Về để ở trong đây ai mà gắn cái đèn á, gắn hai cái đèn á trong đây nè, để mình để miếng cây gắn hai cái đèn tối nhìn nó rất là ma mị á, em nói thiệt. Nhìn nó hơi bị, nói chung á là để trong một cái lồng kiến với lại đèn đèn như vậy thì nhìn nó hơi bị gọi là ma mị á. Ok. Rồi bây giờ hôm nay mình chỉ có 24 mã thôi. Thì hôm nay là tới đây là em đã kết thúc rồi. À, tất cả mọi người á, khi xem video của em á, nếu mọi người chốt hàng hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của em hoặc là Zalo nha, đừng có nhắn tin trên kênh bình luận. Tại vì kênh bình luận ông thường em công việc nhiều, em up lên rồi em đi ra ngoài cơ mà, em không có coi trên kênh bình luận nhiều. Chỉ có tối về ngủ hay là lâu em mở lên máy lên em coi thì mới có coi mấy cái tin bình luận thôi. Ok. Rồi bây giờ giờ của video clip rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem theo dõi video của em. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye, xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.